Chào mừng các bạn đến với bản tin ngày 26 tháng 5 trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Hôm nay thì chắc chắn chẳng có gì hot hơn là kết quả của trận chung kết FA Cup giữa Manchester United và Man City. Cập nhật về trận cầu đình cùng nhiều tin tức hấp dẫn khác sẽ lần lượt có mặt trong clip ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Bình luận viên Anh Quân News. Phải bắt đầu ngay bây giờ. Màn trình diễn bùng nổ các ngôi sao trẻ đã giúp Man United đánh bại Man City 2-1 trong trận chung kết FA Cup, qua đó giành vé tham dự Europa League mùa sau. Man United nhập cuộc đầy tự tin trong thế trận phòng ngự phản công với Manchester City. Garnacho mở tỷ số cho Quỷ Đỏ ở phút 30, tận dụng sai lầm của trung vệ Vardion. Tiếp đó, tài năng trẻ Kobbie Mainoo nhân đôi cách biệt cho Man United ngay trong hiệp 1. Trong một ngày thi đấu thăng hoa, hàng thủ Man United đã chơi vô cùng quả cảm khi liên tục cản phá những pha tấn công nguy hiểm của đối thủ. Tuy nhiên, một chút lơ là của thủ thành Onana đã tạo điều kiện cho Doku ghi bàn gỡ hòa cho Man City ở phút 88. Dù Doku ghi bàn gỡ nhưng họ không thể lật ngược tình thế. Chiến thắng này giúp Man United giải cơn khát danh hiệu, trong khi Man City chấp nhận chỉ có danh hiệu Premier League trong năm nay. Tiền vệ Granit Xhaka đã ghi bàn thắng tuyệt đẹp từ cú sút xa, giúp Bayer Leverkusen giành chiến thắng 1-0 trước Kaiserslautern trong trận chung kết Cúp Quốc gia Đức diễn ra trên sân Olympic ở Berlin tối 25 tháng 5 năm 2024. Dù chỉ còn 10 người sau khi Odion Kosunu nhận thẻ đỏ phút thứ 43, Leverkusen vẫn kiên cường bảo vệ tỷ số. Kaiserslautern không thể tận dụng lợi thế hơn người và Leverkusen thậm chí đã áp đảo trong nửa cuối hiệp 2 nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội. Chiến thắng này giúp họ đoạt Cúp Đức lần thứ 2 trong lịch sử và lần đầu sau 31 năm. Hoàn tất cú đúp danh hiệu quốc đội với 43 chiến thắng, 9 trận hòa và chỉ một thất bại sau 53 trận, ghi 144 bàn và thủng lưới 42 lần. Real Madrid kết thúc mùa giải La Liga 2023-2024 với trận hòa không đều trước Real Betis tại sân Santiago Bernabeu vào ngày 25 tháng 5. Trận đấu diễn ra khá cân bằng với cả hai đội đều có những cơ hội ghi bàn nhưng không thể tận dụng được. Real Madrid mặc dù đã giành chức vô địch La Liga trước đó vẫn ra sân với đội hình mạnh mẽ bao gồm cao thủ như Thibaut Courtois, Jude Bellingham và Vinicius Junior. Betis cũng thi đấu đầy nỗ lực, giữ vững hàng thủ và ngăn chặn thành công các pha tấn công từ đội chủ nhà. Trận hòa này khép lại một mùa giải thành công cho Real Madrid khi họ giành được danh hiệu La Liga lần thứ 36 trong lịch sử câu lạc bộ. Paris Saint-Germain đã giành chiến thắng trước Lyon trong trận chung kết Cúp Quốc gia Pháp. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Paris Saint-Germain. Ousmane Dembele đã mở tỷ số cho Paris Saint-Germain ở phút 23 và Fabian Ruiz nhân đôi cách biệt ở phút 34. Lyon đã rút ngắn tỷ số với bàn thắng của Jack O'Brien ở phút thứ 55 nhưng không thể lật ngược tình thế. Trận đấu này cũng có sự góp mặt của Kylian Mbappe, người đã có một pha kiến tạo quan trọng trong bàn thắng đầu tiên của Paris Saint-Germain. Đây là lần thứ 15 Paris Saint-Germain giành được cúp Pháp, củng cố vị thế của họ trong làng bóng đá Pháp. Chiến thắng này đánh dấu một mùa giải thành công nữa cho đội bóng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Luis Enrique. Manchester United vừa giành chiến thắng 2-1 trước Manchester City trong trận chung kết FA Cup 2023-2024, giúp Quỷ Đỏ có vé dự Europa League mùa sau. Như vậy, sẽ có 7 câu lạc bộ Premier League thi đấu ở các giải châu Âu 2024-2025. Man City, Arsenal, Liverpool và Aston Villa tham dự Champions League, Tottenham và Man United tham dự Europa League và Chelsea tham dự Europa Conference League. Newcastle dù đứng thứ 7 sẽ không có suất dự cúp châu Âu nào do United vô địch FA Cup. Điều này khiến cả Chelsea và Newcastle đều gặp tổn thất tài chính và ảnh hưởng đến sức hút trên thị trường chuyển nhượng. Sau chiến thắng trước Man City trong trận chung kết FA Cup, Erik ten Hag phát biểu: "Tôi ở đây để chiến thắng và xây dựng đội bóng. Toàn bộ sự nghiệp huấn luyện của tôi là chiến thắng các trận đấu và giành danh hiệu. Hai cúp trong hai mùa giải và ba trận chung kết cũng không tệ. Nếu họ không còn muốn tôi nữa, tôi sẽ đến nơi khác và giành danh hiệu. Đó là những gì tôi làm. Tôi thực sự thích trận chung kết hôm nay, đặc biệt là cách chúng tôi đã chơi. Nếu bạn có thể thi đấu ở đẳng cấp này trước đội bóng xuất sắc nhất thế giới, tôi thực sự hạnh phúc khi được chứng kiến điều đó." Sau chiến thắng của Man United trước Manchester City trong trận chung kết FA Cup, Sir Dean Radcliffe đã từ chối trả lời câu hỏi về tương lai của huấn luyện viên Erik ten Hag khi được một phóng viên hỏi liệu ten Hag có tiếp tục làm huấn luyện viên cho đội bóng hay không. Radcliffe đã dừng lại nghe câu hỏi nhưng sau đó quay lưng và bước đi mà không trả lời. Điều này xảy ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về việc Radcliffe sẽ thay đổi ban huấn luyện sau khi ông tiếp quản một phần câu lạc bộ. Ten Hag cũng thừa nhận không chắc về tương lai của mình sau trận đấu. Sau trận đấu, huấn luyện viên Pep Guardiola của Man City đã chia sẻ về những suy nghĩ của mình về mùa giải vừa qua. Ông nói: "Mùa giải này thật phi thường. Nếu bạn nghĩ rằng việc giành cúp ăn ba hoặc cúp đúp là điều bình thường thì bạn đã nhầm.
Mùa giải này đã diễn ra tuyệt vời từ đầu đến cuối. Không có gì phải hối tiếc, cao thủ đã thi đấu xuất sắc. Guardiola nhấn mạnh rằng đội bóng của ông đã cống hiến hết mình và đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Dù không giành được chiến thắng trong trận chung kết FA Cup, ông vẫn rất tự hào về những gì mà các học trò của mình đã làm được trong suốt mùa giải. Guardiola cũng muốn gửi lời cảm ơn đến cao thủ vì những nỗ lực không ngừng nghỉ và tinh thần thi đấu mạnh mẽ của họ. Điều đã giúp Man City duy trì được phong độ cao và giành được những danh hiệu quan trọng. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đã sử dụng cụm từ quen thuộc Here We Go để thông báo rằng Bayern Munich đã thành công trong việc ký hợp đồng với Vincent Kompany từ Burnley để thay thế huấn luyện viên Thomas Tuchel. Ngay sau đó, nhiều tờ báo danh tiếng tại châu Âu cũng đồng loạt xác nhận Vincent Kompany sẽ trở thành huấn luyện viên mới của Bayern Munich từ mùa giải tới. Cựu tuyển thủ Bỉ được cho là đã đồng ý chỉ sau một cuộc điện thoại kéo dài 5 phút với ban lãnh đạo câu lạc bộ Đức. Hai bên đã đạt được sự nhất trí về các điều khoản hợp đồng từ 2 ngày trước và hiện chỉ chờ ngày ký kết chính thức và ra mắt công chúng mà thôi. Hansi Flick đã bắt tay vào việc xây dựng một Barca mới sau khi vừa trở thành huấn luyện viên của câu lạc bộ. Mục tiêu đầu tiên của ông được cho là Joshua Kimmich, học trò cũ của ông, đang muốn rời Bayern Munich. Hợp đồng của Kimmich với Bayern kéo dài đến năm 2025, nhưng anh không có ý định gia hạn do thời kỳ hậu Flick, vị trí của anh không ổn định. Khi thì đá hậu vệ cánh phải, khi thì chơi tiền vệ trung tâm. Flick muốn đưa Kimmich về Camp Nou để lắp vào vị trí tiền vệ trung tâm mà Sergio Busquets đã bỏ trống từ hè 2023. Trong suốt hơn 1,5 mùa giải dẫn dắt Bayern Munich, Flick đã sử dụng Kimmich chủ yếu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Chỉ có một trận duy nhất xếp anh đá hậu vệ cánh phải do thiếu người. Thomas Tuchel đang rất quan tâm đến việc trở thành huấn luyện viên tiếp theo của Manchester United. Theo nhiều nguồn tin, ông tự tin rằng mình là ứng viên hàng đầu cho vị trí này, đặc biệt khi Sir Tim Ratcliffe đã có những cuộc thảo luận ban đầu với ông về việc thay thế Erik ten Hag. Tuchel đã thông báo với các đại diện của mình rằng ông sẵn sàng nhận công việc này nếu Ineos quyết định sa thải ten Hag sau mùa giải đầy biến động của Manchester United, nơi họ có thể bỏ lỡ suất dự Champions League. Napoli đang trong giai đoạn đàm phán tiến triển với Antonio Conte để bổ nhiệm ông làm huấn luyện viên mới của đội. Hai bên đang làm việc để đạt được các thỏa thuận cuối cùng. Theo các báo cáo, Conte đã ưu tiên trở lại Ý do lý do gia đình. Nếu thương vụ này thành công, đây sẽ là một sự bổ sung quan trọng cho Napoli. Đội bóng đang tìm kiếm sự ổn định và thành công hơn nữa trong mùa giải tới. Conte với kinh nghiệm phong phú và thành tích ấn tượng được kỳ vọng sẽ mang đến những cải tiến chiến thuật và hiệu quả cho đội bóng của mình. Liverpool đang tích cực đàm phán để ký hợp đồng với Lenny Zoro, tài năng trẻ của Lille, cạnh tranh với Paris Saint-Germain và Real Madrid. Liverpool hy vọng sẽ thuyết phục được trung vệ 18 tuổi này về Anfield trong mùa hè này. Hợp đồng hiện tại của Zoro với Lille sẽ hết hạn vào năm tới và nếu anh không gia hạn, Lille sẽ buộc phải bán anh để tránh mất trắng. Giá chuyển nhượng của Zoro được định giá ở mức khoảng 90 triệu euro, khiến cuộc đua tranh giành chỗ kỹ của anh trở nên căng thẳng. Liverpool đang hy vọng sẽ bổ sung sức mạnh cho hàng phòng ngự của mình với sự xuất hiện của Zoro trong mùa giải mới. Như vậy, chúng ta đã cùng đi hết những cập nhật đáng chú ý nhất của thế giới bóng đá trong 24 tiếng qua. Đừng quên cập nhật liên tục các tin tức nóng hổi về làng Túc Cầu trên hệ thống của kênh Bình Luận Viên Anh Quân. Các bạn chú ý đón xem nhé. Một lần nữa chúc mừng cho ngày vui của các cổ động viên Manchester United khi họ có được một danh hiệu quan trọng để kết thúc mùa giải. Còn giờ thì xin chào và chúc các bạn một ngày có nhiều điều hạnh phúc.